Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên nha. Hôm nay Nhiên bán một cái con máy cắt đét tông. Thì hầu như là bây giờ đét tông nó đang là trên thị trường nó đang rất là ổn định các anh chị. Do là thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là độ chất lượng và bảo hành chính hãng. Thì những con này đang rất được ưa chuộng với khách hàng. Đó, một con máy rất đẹp, con máy này nó nặng 17 kg. Thì con máy này được bán tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên với mức giá là 1.850.000. Thì những cái lưỡi này các anh chị sau này mua nó xài hư thì chúng ta mua những cái lưỡi của Makita đó, chúng ta xài rất là tốt. Makita nó bán là khoảng 70.000 một cái. Và cái cây ác các anh chị thấy không, cái cây ác này rất là lợi hại khi nó gài cái máy nè, nó từ bên này nó qua tới bên này luôn, nên là cái máy của chúng ta nó xài sau này nó khó hư cái này lắm. Đây là cái nút nhấn để khóa đá ha. Con máy này công suất là 2800W DK356 này. Đó, công suất rất là lớn, chạy tốc độ không tải là 3900 vòng trên 1 phút. Và khi nó chạy rất là êm. Đó, hiện tại hôm nay cửa hàng là mấy anh chị tới mua máy nè, nhưng test thử luôn cho các anh chị xem. Đó, chạy nó rất là êm các anh chị thấy không? Thì hiện tại thì nhiều cô chú anh chị là đúng rồi anh, ok, đang giảm giá đấy. Nhiều anh chị là mua máy là bây giờ những cái sản phẩm của Deadtong đang rất là được ưa chuộng. Cũng như những con khoan pin như thế này với mức giá 1.500.000 thì hiện tại mấy anh chị không thể nào tìm được một cái giá trị tương đương cỡ này có đầu autolock. Trên thị trường hiện tại nhưng đảm bảo không có con nào đầu autolock mà giá chỉ 1.500.000. Pin 21V bảo hành chính hãng là chưa có. Và những con máy như thế này điều chỉnh 6 tốc độ của Deadtong, giá nó chỉ 650.000 thôi nhưng mà độ bền rất cao và công suất là 900W. Rất được người tiêu dùng ưa thích là tại vì độ tiện lợi và độ bền ha. Đó là những, đây là những cái máy mấy anh chị tới mua trực tiếp và test trực tiếp tại cửa hàng. Đóng cái con máy này vô thùng giúp bảo hành giùm anh đi Thịnh. Viết với bảo hành cho em nó giùm anh luôn. Đó, thì ngoài ra nó Deadtong thì bây giờ nó về rất nhiều mẫu và cái chất lượng của nó khá là ổn định, giá thành thì tương đối là cạnh tranh, nên là khuyên các anh chị nên tìm hiểu những mẫu hàng của Deadtong như thế này. Đó, không phải là chỉ riêng một người mình Nhiên bán không đâu, rất là nhiều người trên thị trường người ta vẫn bán, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm này hiện tại là nó đang rất là ổn định. Đó, thì mấy anh chị thấy là bây giờ trên thị trường nó cũng tràn lan lắm, quan trọng là mình chọn một nơi nào mình mua nó có uy tín hay không thôi, chứ còn bây giờ mình cũng không biết được, nhiều người ta nói này nói kia hàng xịn hàng gì đó, nhưng mà cái quan trọng là thực tế ha. Đó, thì chú mua cái gì máy mày đó hả, máy lớn hả, chú xài máy lớn cho nó mạnh luôn đúng không chú, ở đâu chú? À, chú Bình Dương hả? À, chú dân quận 2, đang ở quận 2. Qua con gần mà. Quận 2 qua con gần mà. Ở Bình Dương hả? À, bây giờ chú về Bình Dương chú ở rồi đúng không? Chú ở nào nói vô trong 8 quay có hai quận 2 đó. Quận 2. Nè, mấy anh chị thấy không? Tới cửa hàng là sẽ có người đẹp bưng nước cho uống. Đó, cho xem mặt cái coi. Trời ơi, khổ thiệt. Đó, để đó chú, con mời chú. Để đó đi ha. Bởi vậy con nói tới cửa hàng con sẽ mời cà phê uống mà. Đó, anh uống gì nước suối nha. Rồi, ok. Cái còn là cái tổ máy để nó bị chữ. Đó, giờ anh này anh cũng mua một con này nè, Deadtong. Tiền cho Nhiên á. Đơn giản em, anh có mời cà phê đàng hoàng mà. Mời em ăn nha. Rồi em uống, mời, anh mời. Ok, con này là Deadtong 355, con này là trâu nhất trong những dòng máy cắt sắt nặng 21 kg. Thì hiện tại máy cắt sắt mà 21 kg thì hơi hiếm hàng ha. Đó. Nó vẫn cắt góc được nhưng mà nó không có so được với lại những cái con máy lưỡi hợp kim nha anh. Đó. Lưỡi hợp kim thì nó không có so được đâu. Chạy thử Lâm.
con này cực kỳ mạnh, cái ruột nó chà bá luôn. Cô cứ thoải mái vô cô coi máy đi, con coi xe chưa đó, con này chạy cực kỳ mạnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối. Không, dày hơn chứ anh, do nó nặng hơn mà. Anh thấy nó đế nó hai lớp không? Sắt của nó hai lớp nè, lớp trên và lớp dưới nè. Đó, hai lớp sắt luôn. Nó bọc hai lớp sắt nên là cái máy này rất là chắc chắn và rất là mạnh. Lò xo của nó rất là lớn. Đó. Tay nắm của nó nè, nó làm tay nắm rất là chắc chắn luôn, thấy không? Anh xài con này là hợp lý rồi, 2.250.000 cho con máy như thế này. À, mua là sớm giờ mấy triệu, giảm cho anh 50.000 nữa. Có người đẹp bưng nước suối cho uống thấy không? Vậy em vô đây anh giảm được cái gì cho em? À, hả? Đây là con Deadtong đó. Nói chung là tại cửa hàng, nhưng bây giờ Deadtong là nó đang rất là thịnh hành. Độ bền và sự chất lượng giá tương đối là rẻ. Gắn bu e vào em. Cái con này là motor nó ba ngựa rồi, nên nó chạy là cái độ bền nó cao và nó lên hơi lẹ. Dây xịt vẫn có luôn. Lấy dây xịt test thử. Khi em xịt liên tục mà hơi không giảm xuống luôn đó. Con này là 3.500.000 đó. Cô ở đâu cô? À, cô quận 7. Mua cho em làm á hả? Lấy dây xịt gắn vô thịnh, vừa chạy vừa xịt luôn, vẫn không tụt hơi. Chút xíu em test thử. Đó, anh chỉ trả em con máy đó 2.250.000, em tặng anh cái hộp que đó. Tại sáng giờ anh mua đóng rồi đúng không? Đó, bởi vì em nói tới đây là có khuyến mãi rất là nhiều, thấy chưa? Em nói anh cứ tới em là anh được khuyến mãi rất là nhiều. Đó, còn đây là khách hàng mua con máy bu lông Hitachi. Con này giá 1.600.000, con này là mẫu mới ha. Con này có đầu bi giữ lại luôn. Đó. Anh ở đâu mà gần vậy? À, ở gần đây đúng không? Đây, còn con này các anh chị nghe không? Nó đang chạy đây, nhưng mà rất êm. Đó, bây giờ em xịt đi, bây giờ nè. Nó bao nhiêu ký rồi? 6 ký rồi, em cứ xịt đi. Xịt 6 ký mà nó không xuống hơi là em biết là sẽ rất là ok. Đây em cứ test bây giờ nè, em cứ xịt liên tục đó, em xịt liên tục như vậy. Đó, bây giờ nó 7 ký, chưa được 7 ký nè và nó không tuột. Đó, nó không có tuột. Thì đó vẫn đang xịt liên tục ha. Mức độ mình sơn hay là bắn đinh còn có ngắt đúng không? Nhưng mà cái này là liên tục như vậy, nó không có tuột hơi. Đó, vẫn không tuột hơi. Vẫn không tuột hơi, tức là chứng tỏ hơi nó rất. Hàng này là nó lắp ráp Trung Quốc cô, thương hiệu này là Trung Quốc bản quyền nó mua. Đó, nó mua của Trung Quốc bản quyền luôn. Nó làm bộ thương hiệu riêng của nó luôn, không có hàng nhái gì hết. Mình muốn chỉnh là 7kg giữ hoài luôn được. 7kg giữ hoài, à này nó không có một cái chế độ là chỉnh áp nha. Nó có một con hiện tại Deadtong, nó có một con chỉnh áp mà chạy từ. Thì con đó tới 6.700.000. Nhưng mà nó rất đẹp và rất gọn, chạy từ luôn, chạy bằng motor DC có hàng luôn. Nhưng mà giá 6.700.000 nha. À. Phải nói là siêu khủng, hơi nó lên 12kg. Lên 8kg là nó ngắt cô, con này là 8kg. Nhưng mà mấy kia cô xịt một cái là nó tụt hơi xuống. Con này cô xịt nó vẫn đang tăng hơi luôn, nó không tụt. Tức là mức độ hơi nó lẹ đó. Mức độ hơi rất lẹ. Cô muốn coi cái 6.700.000 không? Con lấy cô coi mà cô thấy đẹp quá là chắc cô thấy cô thích luôn. Rồi test thử cho ảnh cái pin luôn, đảm bảo mà em có bảo hành. Lên đèn là được đúng không? Lên đèn là nó đang sạc. Ok. Cái 6.700.000 là của ai?
Nó cũng gỗ đét tông luôn cô, 6 triệu 7 gỗ đét tông luôn. Chú này từ Bình Dương xuống con mua đồ nè, gốc quận 2. Ừ, anh Bình Dương luôn hả? Đây, một con máy bơm mà siêu khủng của Đế Tông, một sản phẩm mới của Đế Tông. Hơi là nó phải nói là siêu mạnh. Khi nào mà Nhiên rảnh, Nhiên review cho mấy anh chị xem những sản phẩm như thế này, cực kỳ đẹp. Nhưng mà lượng hơi lên 12 kg, 2 cấp, điều chỉnh được bản điện tử luôn. Kinh ra ngoài đi em. Con này hơi còn khủng hơn con kia. Cái đường lên thành phố mới. Dạ. À thành phố mới chạy vô. Đâu rồi. Đây nè, bây giờ anh cắm điện lên. À Đế Tông nó mới ra một cái mẫu vừa xài pin vừa xài điện luôn nữa. Nhưng mà mini. Cái bình này là 25 lít thì phải. Không được, con mang này là 20 lít. Như hôm qua công ty báo con này là 20 lít đây, có bình đây, nó có tem đây. Rút điện qua bên này, tắt hơi đi em, tắt hơi nó ồn quá. Nè, con này là 12 MPa nè, 1.2 đó. Đó là 12 kg á, nó ngắt. Con này đợi xíu Thịnh, con này là 1500W. Đó, dòng tô là 1400 vòng trên 1 phút. Nó chạy là 250 lít trên 1 phút, tức là mức độ đầy bơm hơi của nó. Độ nặng là 23 kg. Đó, và nó chạy được hai cấp độ, ở cấp độ số 2 nó chạy 2800 tua. Tức là lúc mình chỉnh chậm vẫn được, chỉnh mạnh vẫn được. Cái bình này nó chỉ là 15 lít thôi. Đây bây giờ mình sẽ chỉnh con máy này nha. Cắm điện đi em. Rồi, anh chỉnh chưa? Đây, khi mình cắm điện lên nó không chạy đâu. Tức là khi đó nó sẽ lên cái bảng mạch điện tử. Ở đây nhà mình nhấn on nè. Đó, đây là 12 kg. Nếu như mà mình nhấn giảm xuống là nó có thể xuống 11,5 kg, nó ngắt. Mình giảm xuống 8 kg vẫn được. Nếu mình chỉnh tốc độ nó vừa thôi, 8 kg nó ngắt. 8 kg, không, nhưng mà cái bình này nó cực kỳ dày. Nhìn đó, đầy rồi đó. Mức độ của nó như vậy. Và đồng hồ này là đồng hồ chỉnh áp. Cầm tiền giùm anh Thịnh. Đây, đồng hồ này là đồng hồ chỉnh áp. Đây là đường ga mình chỉnh, còn đây là ga trực tiếp. Ở đây là 8 kg, lúc nào cũng ga 8 kg. Và thằng này á, là mình muốn chỉnh nó, là thí dụ như mình chỉnh nó xuống nè, mình chỉnh nó xuống thì nó ga nhỏ hơn. Đó, đó, thấy đồng hồ nó giật xuống không? Đó, là thí dụ như mình chỉnh nó 5 kg là lúc nào nó cũng chỉ ga 5 kg ở đây. Cho dù làn này nó lên 12 kg. Thêm một cái nữa, thằng này đang chạy tốc độ lẹ đúng không? Mình giảm xuống, mình xả hơi đi, lấy đồ xả hơi đi Thịnh. Giảm xuống này nó chạy tốc độ chậm. Nó chạy 1400 vòng một phút thì nó sẽ chạy chậm. Và khi chạy chậm nó sẽ, cái đó là xả bình đó em. Em cắm hơi vô, lấy cái dây qua đây cắm. Đó, bên này thì nó có cái nút. Đó, khi này em nghe nó chạy êm hơn nè, nhưng mà nó sẽ chạy lâu đầy bình hơn. Lúc này nó chạy 50% công suất. Đó, còn em muốn 100% công suất thì em nhấn này, em chỉnh nó lên 100% công suất. Đó, nó lẹ hơn, thấy không? Nên là, thấy chưa, nó vừa chạy là nó đã đầy bình rồi. Nó là mức độ nó cực kỳ khủng. Bây giờ mình muốn chỉnh nó lên là 12 kg nó mới ngắt. Đó, nó tự động nó chạy 12 kg nó ngắt. Và hơi nó là siêu khủng. Đây, em cứ cắm vào đi. Bởi vậy nếu mà nó là 6 triệu 7 thì nó có giá trị của 6 triệu 7. Một cái bơm rất là đẹp. Và cái này mình làm nó rất là cứng, mình có thể để đồ được, mình ngồi cũng được. Rất là cứng, độ an toàn cực kỳ cao. Đây là, ở đây là nó cho hai cái bue để mình sơ cua. Sau này nếu mình sẽ thay đổi. Và hai cái gòn hơi để nếu sau này cái này thường thường người ta sẽ sợ là bơm khô, không có hơi, không có đầu thai, nên là nó cho sẵn luôn. Nhưng mà công ty nó có ở đây nên là yên tâm.
trong thằng này nó sẽ chạy 4 đầu cùng một lúc. Bốn đầu cùng một lúc trong này đó, khi mình chỉnh áp nè, đó sơn bắn gai và bắn những cái máy hơi lớn á, súng hơi lớn nó cần 12 kg là con này nó sẽ đáp ứng được, do hơi của nó cực kỳ lẹ, tăng giảm được, chỉnh hơi được, chỉnh mức độ là bao nhiêu ký đều được hết đó. Cái nó là một cái hộp kim rất là chắc chắn đó, cực kỳ là lẹ. Đây là hàng mới về thị trường Việt Nam. Hàng này thì nó xuất đi Hàn Quốc, Trung Quốc nó cũng không xài nữa do nó mắc quá. Trung Quốc cũng giống Việt Nam, thích đồ rẻ, nên là giờ nó xuất về thị trường Việt Nam là do công ty nhập. Bây giờ người Việt giàu mà, nên là xài máy này vẫn bình thường, đáp ứng nhu cầu được là được rồi. Đó, đang vừa xịt vừa xài ha, vẫn không tuột, không tuột được. Đó, đây nó là 8,5 kg nè, nó vẫn là 8,5 kg. Em cứ xịt đi. Rồi, đó. Đó, nó 9 kg mấy nè, nó đang tăng chứ nó không giảm. Đó, em xịt liên tục thử coi nó giảm không. Đúng rồi, em đang xịt ra 8 kg đó đúng không? Xịt liên tục. Đó là nó xuống tốc độ chậm. Nhưng mà nó vẫn chạy rồi. Nó vẫn chạy nhưng mà nó sẽ lên hơi chậm hơn, em nhấn đi. À, khi nó ngắt nó mới cho em nhấn à. Tức nó đang chạy tốc độ chậm mà tự nhiên nhảy xuống. Từ lẹ, từ chậm lên lẹ được. Nhưng mà từ chậm không xuống là, từ nhanh không xuống là chậm được. Hơi rất lẹ. Máy rất đẹp. Đó, 4 đầu trong này. Bên này là 2 bu e. Hai đầu bên này, hai đầu bên kia. Hai bu e, đây là cái gờ le cảm biến của nó đây. Đây là gờ le cảm biến. Để là nó không có xài gờ le cơ, nhưng mà nó xài gờ le cảm biến. Cảm biến về hơi. Rồi, nói chung là rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái video này. Video cũng hơi dài, nhưng xin kết thúc video tại đây ha. Các anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những video mới nhất. Và muốn mua hàng thì hãy alo trực tiếp cho bên số hotline bên dưới ha các anh chị nha. Rồi, xin chào các anh chị nha.